Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà lô góc hai mặt thoáng, diện tích là 40m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với cái ngôi nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông, ưu điểm lô góc hai mặt thoáng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Ở đây thì cụm dự án này có tổng thể là 5 căn mọi người ạ. 5 căn này thì vừa mới hoàn thiện, mới tinh, 3 căn mặt ngoài và 2 căn mặt trong. Thì ở mặt ngoài là diện tích từ 38 đến 40m. Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị căn nhà lô góc thoáng như thế này. Với cái thiết kế của ngôi nhà này thì ô tô nhỏ có thể đi qua cửa, còn nếu như mà ô tô to thì cách với kia là đường ô tô mọi người ạ. Ô tô chính, trục chính ấy mọi người ạ. Và mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá ngôi nhà. Trước khi đi vào khám phá cụ thể ngôi nhà thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ một chút về cái vị trí của ngôi nhà này. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với ngôi nhà thiết kế 4 tầng, vị trí đi lại rất thuận tiện, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, phạm vi bán kính khoảng tầm 12 km quay đầu, tiện ích sinh hoạt ngập tràn, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Và với cái thiết kế của ngôi nhà rất là ổn mọi người ạ. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Diện tích rộng cho nên thiết kế của ngôi nhà mỗi một tầng chia 2 phòng. Nếu như bác nào mà thích một tầng chia 2 phòng thì có thể liên hệ trực tiếp ngay với lại Nhà Tốt nhé. Còn nếu như mà quý vị thích tầng một phòng thì cũng có. Nói chung bên quỹ căn của Nhà Tốt rất là nhiều. Giá thấp nhất từ hơn 1 tỷ một căn thôi mọi người ạ. Còn đâu thì 5, 7, 10 tỷ rất là nhiều. Và đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản đã chuẩn chỉnh 100%. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá granite. Hệ thống trần gạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Quạt trần, chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với phần không gian phòng khách, chủ nhà thiết kế đầy đủ với cái... Ở đây thiết kế lắp thêm cho quý vị. Ở đây là với cái phần phòng khách là lắp thêm hai cái tranh nữa mọi người ạ. Đây, tranh giấy dán Hàn Quốc thôi nhưng mà nó nâng thêm một cái phần sinh động cho phần phòng khách mọi người nhé. Và hoàn thiện thì xong hết rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ, điện EVN Hà Nội và nước thì nước sạch quận Hà Đông. Với cái hình thức xây liền kề, tuy nhiên thì tường riêng, cột riêng và móng riêng, toàn bộ chủ nhà cam kết với quý vị luôn là toàn bộ xây tách biệt từng căn mọi người ạ. Đây là cái phần không gian tủ bếp của ngôi nhà. Tủ bếp thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp và mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Đây, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, thiết kế toàn bộ là như vậy. Hoàn thiện xong hết chỉnh chu cho quý vị. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà đây thì quý vị có thể kê cho Ngọc Anh một bộ bàn ghế đây. Rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế cho quý vị cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây, phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm. Nhiều cái khách hàng hỏi rằng nếu như ngôi nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Nội, Hà Nội nếu như để nó là trung tâm thì phải là Hồ Hoàn Kiếm, thì tính từ vị trí ngôi nhà này lên tới Hồ Hoàn Kiếm nó khoảng tầm 18 km thôi thưa quý vị. Nên là nếu như để mà nó quãng đường thì cũng không quá xa, nó sẽ phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông. Còn tính từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới ngã tư Sở, nó rơi vào phạm vi bán kính 11-12 km. Cho nên là quý vị có thể cân đo đong đếm quãng đường, hoặc quý vị có thể liên hệ với Nhà Tốt để em có thể tư vấn cho mọi người cái cung đường xem là có phù hợp hay không, cái giá bán nó có phù hợp với tài chính của mỗi hay không, thì mọi người có thể đi xem nhà thực tế nhé mọi người. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế cho quý vị là gỗ ngăn cách giữa phần cửa chính phòng khách ở đây. Thì ở đây chủ nhà lắp cho quý vị một vách la rất là hợp lý. Mặt bậc của bậc cầu thang thiết kế toàn bộ là đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem với ngôi nhà 40m thiết kế 4 tầng thì xây dựng ra làm sao. Và Ngọc Anh đang đi lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, chủ nhà thiết kế rất là hợp lý mọi người nha. Lô góc thoáng cho nên đầu tiên là vào trong không gian phòng là nó có cái không khí cũng như là ánh sáng tự nhiên rồi. Trên tầng 2 thiết kế toàn bộ cho quý vị sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao,
Cửa sổ thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa inox. Trên phía tầng 2 này thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng. Đó, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Và cửa phòng ngủ thiết kế là cửa nhựa lõi thép. Gần như nếu như mà để mà trong cái phân khúc xây dựng thì cái cửa này là gần như hiện đại, nhẹ và cái giá cả rất là hợp lý. Đồng thời với cái ngôi nhà này, Ngọc Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người tất cả các phòng ngủ. Đây, chủ nhà thiết kế ở đây cho quý vị là khóa vân tay, khóa mật khẩu nhé mọi người. Đây. Đấy. Sau này mọi người chỉ có việc cài mật khẩu vào trong đây thôi, không cần phải khóa chìa, không cần phải khóa số. Rất là hợp lý. Trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh siêu rộng. Đây. Mỗi một ngôi nhà, một khổ đất, chủ nhà thiết kế cho quý vị những cái công năng sử dụng cũng như cái thiết kế khác nhau, cho nên quý vị nếu như đã theo chân của theo kênh của Ngọc Ánh thì quý vị biết rằng gần như là không có nhà nào giống nhà nào, thiết kế nó chỉ tương tự. Ví dụ như 30m thì xây tầng một phòng, nhưng cái nội thất, cái gạch, cái sơn thì tùy mỗi chủ đầu tư, phong cách của mỗi người là khác. Còn phòng ngủ này thì rất là rộng mọi người nhé, thiết kế rất là hiện đại ấy. Hệ thống sen cây, lavabo vàng đá, bồn cầu liền khối, cửa sổ thông thoáng. Và đặc biệt hơn nữa là với cái ngôi phòng vệ sinh này mọi người ạ. Với cái phòng vệ sinh này thì đây, khi mà đóng cửa vào, ngoài đây là phòng vệ sinh thì đây là quý vị có thể để tủ quần áo. Mọi người nhá, quý vị có thể để tủ quần áo hoặc là quý vị thay đồ. Nói chung không liên quan gì đến không gian phòng ngủ cả. Mỗi một căn nhà, mỗi một thiết kế khác nhau, cho nên cái điểm nhấn của từng nhà thì quý vị cố gắng xem hết từ đầu video cho đến cuối video để xem rằng là cái ngôi nhà này diện tích như vậy, thiết kế như vậy thì liệu có ok trong cái phân khúc mà quý khách hàng đang tìm kiếm hay không. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phòng ngủ phía tầng 3 bên trong. Căn nhà này lô góc thì ưu điểm cửa sổ thông thoáng hơn những căn ở giữa mọi người nhé. Cho nên là có như nào thì em quay và review cho quý vị là như vậy thôi. Đấy. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa nhựa lõi thép có vân tay. Riêng đối với chủ đầu tư này thôi mọi người nhé. Riêng đối với chủ đầu tư này là có vân tay. Đó, mật khẩu, vân tay. Hành lang đi vào các phòng rất là rộng. Phòng ngủ ở phía tầng 3 bên ngoài. Từ vị trí ngôi nhà này gần với gì nữa ạ? Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, nó gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6, gần với lại Đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đặc biệt gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Từ vị trí ngôi này quý vị có thể sử dụng được cái công năng cũng như là cái tiện ích nội khu của khu đô thị Đô Nghĩa mang lại cho chúng ta. Công viên âm nhạc, đường xá, quý vị buổi sáng có thể tập thể dục ở đấy rất là thoáng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 cũng như sử dụng cho hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh ở giữa thiết kế tương đối là rộng, hợp lý, gạch thì ốp lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Đầu chờ bình nóng lạnh, quạt hút mùi, cửa sổ, sen tắm, lavabo đầy đủ hết cho quý vị. Công năng sử dụng theo tầng tầng, tất cả các phòng vệ sinh thì được sử dụng cửa ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tay vịn cầu thang Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị từ phần tầng 1. Toàn bộ tay vịn cầu thang của chủ đều thiết kế đây là gỗ. Trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ nữa. Đây, phòng ngủ ở trên phía tầng 4 đây, thoáng. Thực ra thì cái này là tùy mục đích công năng sử dụng mọi người nhé. Nếu như nhà nào mà ít người thì ở đây có thể phòng để đồ, phòng làm việc tùy, còn nếu như nhà nhiều người thì sinh hoạt và sử dụng ba thế hệ vẫn cứ là ok. Đây là phần phòng thờ mọi người ạ. Đây, được lát toàn bộ một cái gạch gỗ rất là ấm và có cửa sổ ra bên ngoài cũng tương đối là thoáng. Phần còn lại sân phơi. Với phần sân phơi của ngôi nhà hợp lý, căn nhà này đổ toàn bộ 4 mái cho quý vị nhé. 4 trần, nó không như kiểu là 3 tầng 1 tum 1 sân phơi,
Còn ở đây là đổ toàn bộ đầy đủ 4 trần cho quý vị, đủ 4 tầng. Đấy. Xung quanh dân cư đông đúc, mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể nắm bắt được rằng là cái ngôi nhà này ở đâu, vị trí ra sao, cung đường đi lại có thuận tiện với lại quý khách hàng hay không. Số điện thoại của em duy nhất hai số trên màn hình mọi người nhé, 0983013403 hóa 0888041444. Ngọc Ánh xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.